giống như có người lực lưỡng dũng mãnh, đứng đi vững chắc, hình dáng đoan nghiêm. 64 tài năng đều đầy đủ đối với các kỹ thuật khác học đến chỗ rốt ráo, đầy đủ nhiều công đức giới vật tối thắng, thông minh trí tuệ, nói năng khéo léo, thường giỏi đối đáp, đủ từ đủ nghĩa, có thế lực lớn, làm bất cứ điều gì đều có thể thành tựu sự nghiệp tốt đẹp, nên ít công lợi nhiều. Do đó mọi người đều kính mến, có nhân duyên, nên người ấy đem cha mẹ, vợ con quyến thuộc đi đến nơi khác, giữa đường ngang qua đồng hoang hiểm nạn, trong đó có nhiều thú dữ oán tặc, thân thuộc lớn bé đều rất kinh hoàng. Người đó nhờ vào nhiều kỹ thuật, sức mạnh, sự dõng mãnh nên thân ý thư thái, an ủi cha mẹ, vợ con quyến thuộc, chớ có lo buồn, chắc chắn con sẽ giúp thoát khổ, mau vượt qua đồng hoang đến chỗ an ổn. Bấy giờ người kia hóa làm các thứ binh trượng bén nhọn, gặp các oán địch, làm cho bọn họ trông thấy, tự nhiên giải tán, nên tráng sĩ kia ở giữa đồng hoang, ác thú oán tặc mà không bị tổn hại, phương tiện khéo léo đưa các quyến thuộc nhanh chóng vượt qua đồng hoang đến chỗ an vui. Các chúng Bồ Tát cũng như thế, thường xót các loài hữu tình bị khổ sanh tử, luôn luôn an trụ từ bi hỷ xả, bảo vệ căn lành thủ thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện thiện xảo như Phật đã hứa khả, mà hành trì, đem các công đức hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Tuy tu viên mãn pháp không, nhưng chẳng chứng đắc, hết lòng thương xót, nghĩ đến tất cả hữu tình. Đối với các hữu tình muốn ban cho họ sự an lạc, các Bồ Tát này vượt các loại phiền não, cũng vượt các loại ma và địa vị nhị thừa. Tuy trụ định không, nhưng chẳng hết các lậu. Tuy trụ học không mà chẳng chứng đắc, bấy giờ Bồ Tát trụ trong định không, tuy chẳng chấp tướng mà chẳng chứng vô tướng, như chim có cánh khỏe bay lượn giữa hư không, nhào địa tự tại, lâu mà không bị rơi xuống, tuy nương hư không đùa giỡn mà chẳng trụ hư không, cũng chẳng bị hư không làm trở ngại. Các chúng Bồ Tát này cũng như thế, tuy học pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhưng chẳng trụ không vô tướng vô nguyện, cho đến khi Phật Pháp chưa được viên mãn cùng cực, thì hoàn toàn không nương nơi đó dứt hẳn các lậu. Như có người khỏe mạnh thông thạo nghệ thuật bắn cung, muốn biểu diễn tài nghệ của mình, ngửa mặt bắn lên hư không, vì muốn mũi tên ở trên hư không không rơi xuống đất, nên lại lấy mũi tên sau bắn đuôi mũi tên trước, lần lượt như thế trải qua nhiều giờ, mũi tên trước mũi tên sau nương nhau không rơi xuống đất. Nếu muốn cho rơi xuống thì ngưng bắn mũi tên sau, các mũi tên mới rơi xuống đất. Các Bồ Tát này cũng như thế, hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, giữ gìn phương tiện thiện xảo thủ thắng, cho đến khi căn lành chưa cùng cực thuần thục, thì nửa đường hoàn toàn chẳng chứng thật tế, nếu khi căn lành đã thuần thục, liền chứng thật tế, đắc đại Bồ Đà. Thế nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, phương tiện thiện xảo, đều nên như thế quan sát kỹ pháp tánh sâu xa, nếu chưa cùng cực viên mãn pháp của chư Phật thì chẳng nên chứng đắc. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, thật kỳ lạ kính bạch Thế Tôn, thật hy hữu kính bạch thiện thệ. Các Bồ Tát này thường làm việc khó làm, tuy học pháp sâu xa, nhưng không chứng đắc. Phật bảo thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy. Các Bồ Tát này thế không xả bỏ tất cả hữu tình, nên có thể làm xong việc như thế, nghĩa là các Bồ Tát phát tâm rộng lớn, vì giải thoát khổ sanh tử cho hữu tình, nên tuy luôn phát khởi ba môn giải thoát, mà ở nửa đường chẳng chứng thật tế. Vì sao? Vì muốn độ thoát họ nên chẳng bỏ vậy, được phương tiện thiện xảo hộ trì, nên trong thời gian đó chẳng chứng thật tế. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát đối với chỗ sâu xa, muốn dùng Bát Nhã Ba La Mật Đa quan sát kỹ, thì đó là cách thức tu hành ba pháp môn giải thoát đẳng trì, là không vô tướng vô nguyện. Các Bồ Tát này nên nghĩ, hữu tình luôn luôn phát khởi tưởng hữu tình, chấp có sở đắc, đưa đến các nẻo tà kiến xấu, luân hồi sanh tử, chịu khổ không cùng. Ta vì dứt trừ nẻo tà kiến xấu kia nên cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên vì các hữu tình thuyết pháp sâu xa không, làm cho dứt trừ chấp kia để ra khỏi khổ sanh tử. Thế nên tuy học pháp môn giải thoát không, mà chẳng chứng thật tế trong khoảng thời gian đó. Các Bồ Tát này do phát khởi niệm phương tiện thiện xảo này, tuy ở trong khoảng thời gian đó chẳng chứng thật tế, mà không thối thất bốn pháp thắng định là từ bi hỷ xả. Vì sao? Vì các Bồ Tát này được phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hộ trì, nên càng tăng bạch pháp, các căn lanh lợi dần, được giác đạo chi, thất giác chi và bát chánh đạo,
càng tăng trưởng lợi ích. Lại nữa, thiện hiện các đại Bồ Tát này nên nghĩ, hữu tình từ lâu ở trong các tướng phát khỏi các loại chấp trước, do đây luân hồi chịu khổ không cùng. Ta vì dứt các tướng chấp kia nên cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thuyết pháp vô tướng cho các hữu tình, khiến cho dứt tướng chấp để ra khỏi khổ sanh tử. Do đây thường nhập đẳng trì vô tướng, các Bồ Tát này do trước đây thành tựu phương tiện thiện xảo và đã phát sanh tăng ý, nên tuy luôn hiện nhập đẳng trì vô tướng mà trong khoảng thời gian đó chẳng chứng thật tế, chẳng thối thất bốn định vô lượng. Vì sao? Vì các Bồ Tát này được phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hộ trì, nên càng tăng bạch pháp, các căn lanh lợi dần, được giác đạo tri càng thêm tăng trưởng lợi ích. Lại nữa, thiện hiện các Bồ Tát này nghĩ, hữu tình từ lâu tâm chúng thường phát khởi tưởng thường, tưởng lạc, tưởng ngã, tưởng tịnh, do đó phát sanh chấp trước điên đảo, luân hồi sanh tử, chịu khổ không cùng. Ta vì dứt bốn điên đảo nên cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thuyết pháp không điên đảo cho các hữu tình, nghĩa là nói sanh tử không thường, không lạc, không ngã, không tịnh, duy chỉ có niết bàn tịch tĩnh vi diệu, đầy đủ các thứ công đức chân thật, do đó thường nhập đẳng trì vô nguyện. Các Bồ Tát này do trước đây thành tựu phương tiện thiện xảo và phát khởi tác ý, nên tuy thường hiện nhập đẳng trì vô nguyện, nhưng các Phật Pháp chưa rốt ráo viên mãn, thì trong khoảng thời gian đó không chứng thật tế, chẳng thối thất bốn định vô lượng. Vì sao? Vì các Bồ Tát này được phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hộ trì, nên càng tăng bạch pháp, các căn lanh lợi dần, được giác đạo tri càng thêm tăng trưởng lợi ích. Lại nữa, thiện hiện, các Bồ Tát này nghĩ, hữu tình trước đây đã luôn luôn hành có sở đắc, nay cũng hành có sở đắc, trước đã hành có tướng, nay cũng hành có tướng, trước đã hành điên đảo, nay cũng hành điên đảo, trước đã hành tưởng hòa hiệp, nay cũng hành tưởng hòa hiệp, trước đã hành tưởng hư vọng, nay cũng hành tưởng hư vọng, trước đã hành tà kiến, nay cũng hành tà kiến, do đây luân hồi chịu khổ không cùng. Ta vì dứt trừ tội lỗi như thế cho hữu tình nên cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thuyết pháp sâu xa cho họ, khiến lỗi lầm của họ đều dứt trừ hẳn, chẳng còn luân hồi chịu khổ sanh tử, mau chứng niết bàn thượng lạc chân tịnh. Các Bồ Tát này nhờ rất thương xót nghĩ đến tất cả hữu tình, nên mới thành tựu phương tiện thiện xảo thù thắng, được Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hộ trì. Thường ưa quan sát pháp tánh sâu xa, đó là không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô sanh, vô diệt, vô tánh, thật tế. Các Bồ Tát này thành tựu tri kiến thủ thắng như thế, nếu rơi vào pháp vô tướng, vô tác, hoặc trụ ba cõi thì hoàn toàn không có điều đó. Các Bồ Tát này thành tựu công đức thủ thắng như thế, mà xả bỏ hữu tình, để thẳng đến viên tịch, chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chẳng lợi ích hữu tình cũng không có điều đó. Lại nữa, thiện hiện, nếu các Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì cần nên thưa hỏi các Bồ Tát khác, Bồ Tát làm sao tu tập tất cả pháp Bồ Đề phần, phát khởi tâm nào để có thể làm cho Bồ Tát học không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô sanh, vô diệt, vô tánh, thật tế, mà không chứng đắc nhưng vẫn tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu các Bồ Tát khác khi được hỏi như thế mà trả lời, các chúng Bồ Tát chỉ nên tư duy về không, vô tướng, vân vân, chứ chẳng dạy, cần phải ghi nhớ không từ bỏ tất cả hữu tình và cứu độ bằng phương tiện thiện xảo thù thắng, thì nên biết Bồ Tát đó trước đây chưa từng được chư Phật thọ ký bất thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì các Bồ Tát kia chưa có thể chỉ dạy và phân biệt rõ ràng về địa vị bất thối chuyển và pháp tướng bất cộng của các chúng Bồ Tát, vì chẳng biết rõ ràng về điều người ta thưa hỏi về các tướng hành trạng của địa vị bất thối chuyển và cũng chẳng thể trả lời được. Khi ấy, thiện hiện bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, có nhân duyên nào để biết được đó là các Bồ Tát bất thối chuyển không? Phật bảo thiện hiện, cũng có nhân duyên để biết các Bồ Tát đó là bất thối chuyển, nghĩa là có các Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hoặc nghe hoặc chẳng nghe cũng có thể trả lời đúng những điều người ta thưa hỏi trước đây và có thể thực hành đúng các hạnh của Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển. Do nhân duyên đó nên biết Bồ Tát đó là bất thối chuyển, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì có nhiều Bồ Tát hành hạnh Bồ Đề mà lại ít có vị có thể trả lời đúng được?
Phật bảo Thiện Hiện, mặc dù có nhiều Bồ Tát hành hạnh Bồ Đề, nhưng có ít Bồ Tát được thọ ký đắc trí tuệ vi diệu ở địa vị bất thối chuyển như thế. Nếu có vị nào được thọ ký như thế, thì vị ấy có thể trả lời đúng. Thiện Hiện nên biết, các Bồ Tát này căn lành trong sáng, trí tuệ rộng sâu, trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian không thể phá hoại tâm đại Bồ Đề.